Chúng tôi xin cảm ơn sự trở lại của quý vị phần 4 của chương trình ngày hôm nay. Tôi đang có một cô trên đường dây, câu hỏi rất là hay, là cô hỏi, bây cô nhắc lại chồng cô bao nhiêu tuổi cô? Dạ ông xã của em năm nay 36 ạ. Rồi 36 tuổi, thử bị viêm gan C và có trên hơn 500.000 con phải không cô? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ câu hỏi của cô là bây giờ cô và con cô có chích ngừa hay không? Thì bác sĩ Nhân trả lời rồi. Dạ bác sĩ Nhân nói đó là nên phải chích thuốc ngừa cho viêm gan A và viêm gan B. Nhưng mà cái viêm gan C đó chưa nó chưa tạo ra được, thành ra mình không chích thuốc ngừa được. Nhưng mà mình cái quan trọng đó hồi nãy mình có nói chuyện đó là cái ông xã của cô đó phải, tại ổng rất là trẻ, ổng phải chịu khó ổng đi trị cái bệnh viêm gan C này. Nó sẽ cho uống thuốc ba loại thuốc, nó mấy cái ba loại thuốc này chích nó nữa rất, chích nữa mà nó rất là mạnh, mà nó rất là hành. Nhưng mà đó mình trẻ đó mình có thể chịu khó được. Và tại sao mình muốn chịu khó, mình chịu khó được đó cái chừng 6 tháng tới 1 năm đó mà mình giết được hết tất cả mấy con viêm gan C đó, mai mốt mình không có cần lo đặng mình lây qua cho vợ con mình. Đúng rồi, thì vợ con nên chích ngừa A và B, C chưa có thuốc chích ngừa, và đồng thời cái người chồng mới có 36 tuổi còn trẻ còn khỏe nên uống thuốc, nên chích thuốc, cắn răng chịu đựng cho qua được từ 1 năm tới 18 tháng tùy theo loại thuốc chích, thì khi qua rồi sẽ chữa khỏi luôn. Yeah. Và không có sợ lây cho vợ con nữa. Yeah. Phải không? Và đồng thời để trả lời câu hỏi tiếp là gần gũi vợ chồng không có sao cả, nhưng mà tránh trong thời gian cô có kinh nguyệt là tại vì trong lúc đó những mạch máu nó nở, nó đang chảy máu, có thể lấy lúc đó, thành ra tránh lúc đó là quan trọng nhất. Rồi, tôi trả lời câu hỏi cô của rồi phải không cô? Dạ vâng, cho con hỏi cái câu hồi nãy là con đã nói là cái thời gian mà nếu mà như vậy thì cái thời gian mà ông xã mà sử dụng cái thuốc á, trị bệnh gan á, thì có thời gian đó là mình không có nên có con đúng không ạ? Thật ra đó thì cái đó tới ngày hôm nay không có cái mà dữ kiện để nói là sẽ không có con, nhưng mà thật tình mà nói chích cái thuốc đó vô đó thời gian nó ông có con nổi đâu. Yeah, là tại vì ông sẽ lao đao, sức khỏe nó sẽ xuống dữ lắm, ông sẽ không con được. Nhưng mà sau 18 tháng mà ông hết bệnh rồi thì no problem, vẫn có thể có con như thường. Nhưng trong thời gian đang chữa trị thì cái hy vọng mà có con trong thời gian nó rất là hiếm. Yeah. Rất là khó xảy ra. Với lại một phần nữa bác sĩ Dylan muốn nói đó là mình nên đừng cứ gần gũi, là tại mình cái nguy cơ nó cũng không phải là không có nguy cơ nha. Có nhỉ? Cũng có cái nguy cơ, nếu mà ổng đừng có mấy cái con siêu vi trùng mà 500.000 đó mà mình có gần gũi mà cũng không có bị kinh đó, cái nguy cơ mà cô lãnh được cái viêm gan C đó nó cũng có đó, có thể. Yeah. Chứ không phải là zero đâu, nó có thể là 5-10% đó. Thành ra tôi nghĩ nếu mà ổng uống thuốc đó là đừng có gần gũi tới khi nào trị xong hết đó. Không, thật ra thì nói không gần gũi là thì cũng không thể xảy ra được. Có thể xảy ra nhưng mà tránh trong thời gian kinh kỳ. Và nếu cô kỹ nữa thì cô mang công đồng nhá, thì hay là cô uống thuốc ngừa thai. Thế nhưng tuy nhiên theo tôi đó thì cái chuyện mà ông có con được trong thời gian này không có nổi đâu. Chích cái thuốc đó là no way để mà có thể con, là rất là hiếm có thể xảy ra được nhá. Nhưng mà sau khi chưa hết bệnh rồi đó thì yes, no problem. Sau khi ông hết bệnh rồi mà tiêu diệt hết những viêm gan C trong người, trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm ông sẽ bình phục lại như thường và ông có thể có con được nhá. Dạ vâng, vậy thì ông xã cũng phải có những cái biện pháp để mà phòng giống như bảo vệ cho cái em bé con của con á, tại vì em bé cũng còn nhỏ quá, mới có 4 tháng á. Đúng rồi. Thì sợ là nếu mà như vậy thì khi mà mình chăm sóc nó, mình take care cho nó thì nó cũng có thể transfer qua cho em bé được đúng không ạ? Rất là hiếm xảy ra. Là tại nó chỉ tại vì nó qua cái máu. Thành ra cô có thể bị cao hơn, cái nguy cơ mà cô bị viêm gan C nó cao hơn là đứa bé con. Nhưng mà như tôi vừa trình bày, nếu mà cô cẩn thận như tôi vừa mới nói thì cô sẽ ok. Yeah. Tại vì cái chuyện mà truyền bệnh viêm gan C từ chồng sang phối ngẫu, thì người phối ngẫu của mình rất là ít khi xảy ra, rất là hiếm. Yeah. Nha. Có thể xảy ra nhưng rất hiếm. Yeah. Cảm ơn cô nha. Yeah, cảm ơn cô. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, cho biết câu hỏi, quý vị ở đâu? Dạ, tôi ở trên cây, dạ, xin kính chào quý vị bác sĩ. Dạ, thưa tôi ở trên Cầu Mô Nà. Bà thưa bà bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, thưa tôi 71 tuổi. Rồi, bà cứ đặt câu hỏi. Dạ, dạ tôi có cái bệnh về xuyển,
nó khò khè nằm lên, thở nó cứ đưa lên cái đàm lên trên làm cho khó ngủ. Thì tôi có đi bác sĩ, thì bác sĩ có cho cái phim Peacock mà xịt vô trong trong cổ họng. Rồi như mà khi mình xịt một ngày hai lần như vậy, có khi xịt thì nó cũng bớt mình, rồi sao nó cứ bị hoài. Thì xin hỏi quý vị bác sĩ, cái bệnh chuyển này nó có làm cho lây qua gia đình cho những cái người trong nhà hay không ạ? Rồi mình phải chữa bằng cái cách nào mà thấy nó cứ bị hoài, khi mà nhất là khi mà trời gió lạnh. Dạ. Để bác sĩ đưa lên nhân trả lời đó. Là cái bệnh xuyễn nó không có lây qua được. Cái này là nó di truyền xuống từ cha mẹ. Thành ra thường thường nếu mà cha mẹ bị xuyễn thì con cũng bị xuyễn luôn. Nhưng mà mình không có lây cho người vợ hay người chồng được. Cái đó là phần thứ nhất. Hồi nãy quên nói hỏi cô là năm nay cô mấy tuổi con? 71 tuổi. Dạ, 71 tuổi rồi. Mà hồi cô trẻ đó, cô có bị xuyễn hay không? Bị nó mới bị khoảng một năm nay thôi ạ. Ok, nghĩa là nói cái chữ xuyễn là không trúng rồi, phải không? Là tại xuyễn là thật ra là mình bị từ hồi mình nhỏ. Cô bị cái bệnh nó gọi, Mỹ nó gọi là obstructive pulmonary disease, nghĩa là mấy cái cuống phổi lúc mà mình già đó nó chai, nó không có giãn ra mà nó rất là cứng. Thành ra cái bệnh này nó hơi khác xuyễn. Thành ra đó, nhưng mà mấy cái thuốc mà trị xuyễn nó cũng giống thuốc chai phổi. Nhưng bà đang uống Symbicort. Dạ, bác sĩ đưa nhân khuyên đó là cái Symbicort đó thì mình dùng mỗi ngày, nhưng mà mình phải luôn luôn có một cái thuốc số nhất, quan trọng nhất đó là cái thuốc cấp cứu, nó gọi là Albuterol hay Ventolin. Cái thuốc cấp cứu đó nó quan trọng hơn là cái thuốc mình dùng mỗi ngày. Là tại cái thuốc mà Symbicort đó, lúc mà đương bị tấn công đó, nó không có áp lực gì hết đó. Nó không hiệu lực. Nó không có hiệu lực. Khi nào mà bị tấn công mà lúc mà thường thường với là mấy người mà giống như bà đó, mỗi lần mà nó lạnh đó, nó làm mấy cái cuống phổi co lại đó, rất là khó thở. Có nhiều người không thở được, phải vô nhà thương. Thì lúc đó mình phải có cái đồ bơm cấp cứu đó. Thì tôi khuyên bà nói chuyện với người bác sĩ gia đình của bà đặng xin cái đồ bơm cấp cứu. Chứ một cái nữa đó là nếu mà bị nặng quá đó, có thể mình xin được một cái máy đặng mình đem về nhà. Cái máy nó gọi là cái nebulizer. Trong cái máy đó thì nó cho mình mang cái mặt nạ, xong cái thuốc nó sẽ bơm. Cái lúc mà mình bị tối mà bị nặng quá đó, mà nó lạnh quá mà bị nặng quá đó, mình dùng cái máy đó thì nó rất là thoải mái. Vâng, tôi đồng ý bác sĩ nhân là thưa bà thì trường hợp bà 71 tuổi rồi, bà bị xuyễn như vậy, Symbicort chưa có đủ. Thì ngoài Symbicort nó gọi là maintenance, cái đó thuốc chỉ bảo trì thôi, là một ngày xài hai lần để tránh nó xảy ra. Nhưng tuy nhiên khi nó xảy ra thì dùng thuốc cấp cứu, như bác sĩ nhân nói là Albuterol. Nhưng mà đồng thời có nhiều thứ thuốc uống khác có thể giúp bà được, ví dụ như là Singulair hay là Acolate. Cái thuốc đó cũng giúp bà uống mỗi ngày để cho ngừa cái lên cơn xuyễn trở lại nhá. Thì thường thường bà có thể có uống cái Singulair đấy nhỉ? Đúng rồi, uống cái đó trước khi đi ngủ tối. Đúng rồi, bà nên uống Singulair, bà nên xịt Symbicort, đồng thời có nhiều thứ thuốc khác. Tại vì cái Albuterol là thuốc mà làm cho nở cuống phổi cấp cứu. Rồi cái Symbicort nó là steroid ở trong đó, đồng thời nó còn bronchodilator. Nhưng mà hiện bây giờ nó có nhiều thuốc khác nữa phụ vào đó. Ngoài cái Symbicort nó còn có Spiriva, nó còn những cái thuốc mới. Thì những cái đó có thể, nếu bà xài Symbicort không đủ thì bà nói với bác sĩ gia đình của bà, họ có thể add thêm một thứ nữa, ví dụ như Spiriva hoặc là cái những cái thuốc mới Atrovent. Thì bác sĩ nhân nói là khi mà bà khó thở quá thì bà nên có cái nebulizer. Cái đó xin bác sĩ gia đình cũng có thể cho bà được, để mà đêm hôm bà phải gọi phòng cấp cứu. Bà có sẵn ở nhà, khi bà khó thở quá thì bà xịt Albuterol, không hết thì bà dùng cái nebulizer. Nebulizer thì không những phải mang mask, nhưng mà đôi khi bà chỉ cần ngậm miệng thôi, cũng nebulizer, bà ngậm miệng cũng được. Và đồng thời bà phải có ở nhà, phải có một cái thuốc gọi là Albuterol cầm tay, và có nebulizer để ở nhà. Và đồng thời xin bác sĩ gia đình ngoài Symbicort xin thêm cái thuốc như Atrovent hoặc là Spiriva. Mấy cái thuốc đó sẽ giúp bà không có bị lên cơn trở lại. Dạ, với lại để cắt nghĩa cho bà, đồng bà hiểu đó, là cái mình nói cái nebulizer là cái gì? Nó là một cái máy, cái hộp, cái hộp mình phải cắm điện,
cái hộp đó nó có một cái quạt đặng nó bơm hơi. Nó bơm cái hơi, nó mình pha thuốc vô cái hộp đó, xong cái quạt nó sẽ bơm cái hơi lên một cái ống, xong rồi mình dùng cái mặt nạ hay mình dùng cái ống nào mình hít vô thì nó mạnh hơn là mình bơm. Mình bơm đó thì nó không có mạnh bằng, còn cái này nó có cái máy đặng nó đẩy thẳng vô cái phổi của bà. Thì nếu bà muốn biết đó thì bà cứ nói chuyện với bác sĩ gia đình của bà ha. Thành ra hai chuyện bà hỏi hôm nay tôi xin thêm vào đây. Ngoài Symbocor bà uống Singula rồi thì bà nên xin Albuterol cầm tay, hoặc cái gọi là inhaler đó, hoặc là xin bác sĩ gia đình có cho bà sẵn một cái máy nebulizer và những cái thuốc pha để bỏ vào trong cái máy đó để bà bơm phổi bà, để bà khỏi phải vào emergency room. Và đồng thời bà có thể xin thêm một thứ ngoài Singula, ngoài Symbocor bà xin Spiriva, hoặc là bà xin cái Atrovan, để đây nó có phụ vô thôi, thì để bà khỏi có gặp những trường hợp khó khăn phải vô phòng cấp cứu. Dạ. Và thôi, cả tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn lại cùng quý vị vào buổi phát hình kỳ tới vào thứ hai tuần tới. Bác sĩ Nhân, đầu năm. Dạ, bác sĩ đầu năm muốn chúc quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, vui lòng, tự nhiên mệt, tự nhiên phúc không? Hạnh phúc. Được bạn xin nhiều ý. Dạ, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và vui vẻ. Quan trọng nhất bác sĩ đưa lên nhân nghĩ đó là nếu mà mình có sức khỏe dồi dào mình sẽ vui vẻ. Vâng. Cảm ơn quý vị, xin hẹn quý vị vào buổi phát hành kỳ tới. Cảm ơn sĩ Nhân Trần. Dạ, cảm ơn bác sĩ.